Tử vi tuổi Tân Hợi 1971, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng Tuổi Hợi là một trong những người có trí thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người Tuổi Hợi không những tài giỏi nhanh lẹ mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt, những người Tân Hợi sinh năm 1971, họ rất ham học hỏi, có thể thu thập thông tin ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rất sâu, hiểu biết mọi vấn đề trong lĩnh vực cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tân Hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đây sẽ là phần tổng quan của quý gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Tuổi Tân Hợi 1971 mệnh thoa xuyến kim là người khá mộc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh tuổi đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phong khoáng, luôn có ơn tất báo, giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Vào tháng 6 âm lịch, quý gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của quý gia chủ. Vì vậy, tháng này, sự nghiệp tăng lên đều đặn. Tháng này nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi quá thành công có thể khiến cho quý gia chủ mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp, quý gia chủ cần phải tự thân nhắc nhở để không xa lầy. Tân âm kim gặp bất âm mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Hợi cần cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên đưa ra bình tĩnh, đưa ra phương án những tối ưu nhất, giải quyết vấn đề, mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, năm 2021, thái tuế là Sửu để cho vận trình sức khỏe, giả đạo được hành thông thuận lợi. Thế Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang bên mình một kỳ bài thái tuế để nên đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kỳ bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận hạn của những gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Vì tuổi Tân Hợi nằm trong tam hợp với Mùi, mà tháng 6 là tháng Ất Mùi, nên những gia chủ sinh năm 1971 Tân Hợi
hoàn toàn có thể mong đợi sự nghiệp khởi sắc. Quý gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hối mọi khía cạnh. Tháng này sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của quý gia chủ. Vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của những người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, quý gia chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Có điều quý gia chủ cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến gia chủ vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thì gia cát huyền quý gia chủ hãy mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân ám hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc, tháng này quý gia chủ có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết quý gia chủ sẽ được thăng đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bản mệnh nắm được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, quý gia chủ cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nhiều quý gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Quý gia chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc quý gia chủ cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời điểm này, thì gia cát khuyên quý gia chủ tuổi Tân Hợi hãy mang bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ quý gia chủ trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia nạo, tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho quý gia chủ tuổi Tân Hợi. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, quý gia chủ có thể thu hút nhiều người khác giới mà cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp quý gia chủ, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của quý gia chủ, mang lại những tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho quý gia chủ và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân sẽ tìm thấy một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân quý gia chủ chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì mọi chuyện đã sức hút mà quý gia chủ chẳng thể chối từ. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy gia cát khuyên quý gia chủ tuổi Tân Hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, quý gia chủ tuổi Tân Hợi còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của quý gia chủ tuổi Hợi có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của quý gia chủ. Quý gia chủ chỉ cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động
thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của cô chú trong tháng sau. Gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thì gia cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kinh phong thủy gia cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để quý gia chủ tuổi Tân Hợi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sai trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tý và tuất, tuổi sửu. Đối với những người tuổi Tân trong tháng âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 6, từ ngày 20 tháng 7 dương lịch, nạp giáp kỷ tỵ. Thứ hai ngày âm lịch 23 tháng 6, từ ngày 1 tháng 8 dương lịch, nạp giáp tân tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Để công việc thành công, may mắn, kết công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, thấu hiểu vật phẩm mang bên mình sẽ là hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón được tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để quý gia chủ tuổi Tân Hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 6 tức ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp sát là nạp âm thổ. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 6 tức ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp giáp bình dân, nạp âm lô trung hòa. Thứ hai ngày âm lịch 20 tháng 6 tức ngày 29 tháng 7 dương lịch, nạp giáp mậu dần, nạp âm thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy gia cát đã chia sẻ vận trình tử vi của quý gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trong đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc quý gia chủ có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh phong thủy gia cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.